tin giáo sứ thế hòa phong trào cusilo phú cường mừng hội gia tại giáo sứ thế hòa bến cát vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 9 năm 2018 tại giáo sứ thế hòa hội ucraina do phong trào cusilo giáo phận phú cường tổ chức trong niềm hân hoan chào đón các anh chị cusilita dưới sự linh hướng của cha tito trần nguyên Lãm. vào 8 giờ 45 phút đọc kinh khai mạc sau đó họp nhóm khoa học đạo, sống đạo và hành đạo trong năm tháng kính các thánh tử đạo Việt Nam và tiếp xúc cá nhân, các anh chị chia sẻ chứng nhân và đúc kết. Chúa đã chọn các anh chị vào phong trào cơ si lô qua khóa ba ngày để cảm nghiệm tình Chúa yêu qua biến cố cuộc đời, những mất mát, những đau khổ, những giọt nước mắt và những cái chết bất ngờ của người thân để thấy tất cả mọi điều có thể xảy ra điều cần nhất các anh chị sống ngày thứ tư qua sự cố gắng, với tinh thần cơ si lô, luôn vui mừng trước những thành công của người khác, biết sử dụng thời giờ tài năng Chúa ban để phục vụ nước Chúa, cùng với sự khôn ngoan để cho mọi người tiếp xúc nhận ra sự hiệp nhất, để thấy Chúa đang hiện diện giữa anh em. Anh Francisco Xavier Nguyễn Văn Sức, trưởng ban phục vụ, thông báo về khóa hội thảo 2 được tổ chức vào tháng 10 sắp tới. Cha Đa Minh Trạch Cao Xuân Khải, cha sở giáo sứ thới hòa chia sẻ về tình yêu thánh giá cha cũng cùng hiệp dâng thánh lễ trong bầu không khí sốt mến các anh chị em hiệp nguyện và rước lễ sốt sáng. sau thánh lễ mọi người cùng nắm tay hát bình an của chúa và ra về trong tình thân thương